gì vậy ta, rất kỳ va thôi, bằng dễ đóng như thế. Cái nào wheel này đau đớn chưa, khi nó ran nữa. Mundo này có khả năng hồi phục con top đầu được, con thoại cho hai cái này. Chiếu chiếu. Ôi trời đau quá nha. Đấy là thầm thêm khoảng 200 máu là vào rồi. Chờ úp xe luôn. Đói chưa? Đánh được em ơi, đánh lĩnh 3 cái, chụp 3 cái. Tại 89 này. Yeah. Nên là đồ các chầu mới khó. Tầm này cái đợi thiêu đốt tăng phút thứ cấp 6 mà nó cấp 5 là mình băng được tiếp lần nữa. Mạnh Huy tính đam áp. Tính đam mấy cái pha nó dễ không? Mấy cái pha nó con nào mình băng ở đó là hết. Con on, mấy con on là khó. Còn lại Mundo hay là mấy con khác thì mình băng nó dễ. Mấy cái con mà không có choáng chỉ có nằm chậm thôi là Nasert với lại ông Mundo này băng con đó được. Mấy cái con có choáng là con on này băng không được nha. Nè chắc nó mất tóc chạy. Mất tóc luôn. Má, tao không còn tóc nè. Yeah. Trời ơi, cái game này tôi hụt 2 con xe rồi đó. Xe 1, xe 2 tập hết rồi đó. Tập luôn con này luôn. Rồi để phàm đó, chấp lính đi. 1-2 con xe này. 1-2 con xe là bằng 5 con lính thường rồi đó. 2 con xe là bằng 5 lính thường rồi đó. Khổ đó. Khó nói. Cho tôi xin cái cách tiếp phàm xe không hụt coi nào. Tiếp phàm xe không hụt coi nào. Đồ thật ta chưa mua đồ không bị đam lắm. Chị vô bào máu trụ rồi. Nhanh đi bào máu trụ mọi người. Chứ để lính nhiều vậy cũng ít lính lại à. Nó quy nó ăn lính rồi cái. Với lại máu nó full máu. Vô bào máu trụ. Chắc bào nó ít. Bào là ít nhất một tắt. Nhất một tắt. Tiếp. Em Fukuda. Thêm gì ra lên đồ và sắp tường đèo trụ cho nó nhanh và giảm 10 máu đó. อะไรแบบนี้ได้แต่ไม้ผมนี่วิ่งได้จับลงมาโอ้ยvà đó không còn xe đóng đai được rồi. Xe đóng đai nó hỗ trợ ông là ăn mẹ luôn này. Nó nói vậy. Gần được cái chỗ. Được rồi, lên trong rừng kia về một cái thịt dưỡng lại cái giày nhỏ. Chưa mới quét rồi. Đang nó ba cái thằng tàng hình luôn ta ơi. Cổ top là 5 tàng hình. Ôi trời ơi. Thảm trụ quá thì sẽ tiền luôn rồi. Sao mà thoải mái chứ. Nhưng mà đi nó trên đây á. Evelyn nó lòng vòng trên đây 19 giây. Tele làm biết gì không? Có Evelyn này quá mong. Lấy thân mình cấp trụ rồi. Có luôn. Nó đánh không nhìn map à, nó chết với boss rồi hả? À, nó chết với boss rồi nè. Giờ mới thấy luôn á. Oh, what sao? No. Ây da. Đầu dám nhụt 2 con xe nữa, còn 1 xe là ngon rồi. Không 1 xe là ngon rồi, cướp lại rồi, còn lợi nó ganh mình. Thì cướp lại đó. Ôi trời ơi, một phát ném 300 máu à. Hồi giờ có 26 máu lắm đường, nó ném phát 300 máu. Khó nói luôn đấy chứ. Dắt máu à. Oh, watch out. Trời ơi, chết mẹ luôn rồi. Má uất mẹ trình. What the fuck. Ô luôn. What chị ạ kìa, vừa đi nó chiến sĩ ạ kìa. Thằng này nó có mọc gì thì ăn Mundo thật đấy, không có mọc gì rồi cho ăn thế. Tôi bất ngờ, em mình cũng hết máu rồi. À, biết là phải biết là đánh không được. Ôi chạy gấp mẹ. Ô chao. Chắc có phun đao mà đánh rồi, món 3 chắc đao tím luôn. Đến 2 phép, 3 phép, 4 phép, 5 phép luôn. Tính vậy nè toàn phép luôn. Là 5 AP luôn. Này cái này. Nó không đủ đồ rồi chả cần phải tiêu đốt, nó không đủ đam đánh con vợ đâu. Chết trước khi ra đâu nó leo vào lăn đây người ta đánh không được thì phải lừa nó dí luôn cổ thật đấy chứ cổ nó thật hay à má nó 4 nàng xuống luôn mẹ khá là bật tay chạy được có chứ khá rồi lên này đánh rồi nhưng mà tìm nó có nào này à? Được chết mẹ luôn ná rồi tôi mà tao dính CC nhiều quá rồi tôi mà tao dính CC nhiều quá. Ô thật lắm. Chết mày chạy gấp. Nó quỳ chúng không chết rồi đâu. Còn đeo luôn. Vậy là anh chết rồi nha, chết rồi. À, nó mày xanh nè. Kìa nó bắt tiền đúng không? Tao băm một cái. Ây da, nha. Ok. Ok gặp gì top rồi tái kèo Irelia kèo dưới nặng lắm. luôn, không có gì trời. Con dốt lắm kìa. Ê, cũng đầu mà Irelia nó có mạng luôn, khó nói thật. Hay cả đi. Rồi. Gì đâu nó chạy lên nó nhiều luôn. Lại lên top đánh nhau à. Mất lát luôn, khó luôn. I remember her warmth. Người đi xe mà nó không được. Ây da, nó ngu quá vậy, farm lính mà chết mẹ nó. Lính mà chết chợ, còn lính mà chết trước, còn lính mà chết sau mới ghê chứ. Sau đó mình chọn một trong hai con thôi mà. Đó, rừng nó lên gì không? Cắm mắt nha. Trời ơi. Khó nói luôn. Nghe liệu. Vũ điệu đủ chủ. Đi trên đi. Má pha này farm được con lính là đủ tiền vô. Phút sim mà, sim để thương hơn. Đi ra kính. Đi ra kính, quất đỡ bác vậy cũng được, nó ba khó rồi. Ngon hả? Kiều đã thắng rồi còn được nhanh nữa. Rồi, tới chuyện tộc kia chạy vào. Đúp lại. Yeah. Đập giảm sát thương cái ấy. Ây da. Lĩnh mình biết tại không ta? Này, Reking ơi. Đi ra King ơi. Cho lính vào trụ mẹ này. Để lính đợi lâu á. Mình hoàn toàn có thể đóng băng được á, mình chắc về mua đồ. Mình là con tướng mà mình không chơi đóng băng á. Băng. Mình cứ đẩy vô xong rồi pha sau mình ra mình mua đồ mình hốt ra đi. Chiến thuật. Chiến thuật của tôi là hốt mạng cái đấy, phải là ôm trụ đợi nó thọt gì hết mất rồi. Bật kim 1 55 điểm up là phạm 4 á. Tầm 3 game đúng không? 3 game 2 game á ta. Và giờ xin một lượt like đề xuất nha mọi người. Samita à. Đi ra đây. Trời nó. Cái tái chanh lùm nó. Easy đi kinh. Ra nấp ngoài luôn mà. Rồi thôi. Thôi về đi ba, làm gì đây nữa. Xì gì vậy? Trời ơi. Có vậy. qua là mà hình như có Nico lại ra xuống này này bạn. Tôi biết là cơ đi vòng qua nó. Trong đây luôn mà. Mẹ ơi. Đây à. Xin ra. Chịu đó. Lậu má xin ra ơi. Hello. Are you serious? Hello. Ngắm trên TikTok thì nhắn đâu được thì nhắn. Hình như là thế rồi, như thế. Đó thì đốt mình cho chắc không nha. Đốt luôn sợ nó chạy. Đốt nó đá đập, nó còn cái ulti, còn tóc luôn, còn full. Nãy giờ đánh nó bỏ lính chạy vô, cái thằng mít nó ôm lính nó farm luôn mà. Chơi game khó thật. Thằng lợn mít nó sợ ra xuống nó đúp đấy vô luôn. Thế thì biết con xin ra là mẹ đấy biết. Nó khỏi ta về mua đồ đó hết mana. Cái áo gì hả? Oh, no, man. Anh được có được phát. Ê à, nó chứ. À, cái gì trời, đừng có đi. Đồ trong tay rồi. Ui, bạn nào đang xem chưa có like xin một lần like đề xuất nha. Nào đấy chủ không? Trên Vũ. Không có sách đen, không được 300 vàng nữa, cái chục đầu đói luôn mẹ đâu nó. Lính nó chạy ra nó đập nó, để nó múa lửa nãy giờ đó, gió này đập nó phí lắm luôn á, phục của nó thật. Trời độ choáng mấy chục giây luôn trời, đó thật rồi chứ. Bà giống này má mạnh cái này mà bị nó lùa nãy giờ luôn. Những cái đấy đó bỏ cái vật này bảy mạng nãy giờ bị chúng nó lùa quần ra tóc biến này, nếu có rờ được có mẹ một mẹo cái lại mẹo chợ. Rừng cướp lại thôi. Hello các bạn đã xem nhé, buổi trưa vậy mọi người. Rừng cướp rừng lại thôi. Đi ra đâu nhỉ? 1-2-3 không? 1-2-3. Quét mấy quét thấy rồi. Re thì đánh đấm gì lắm. cuồng đao mà giá không tí cái chỗ là cái nhà mình không à. Tất thì cuồng đao trước không được thoải mái không à. Lâu đấy, mà ra nó dùng sinh tộc cứ dạ rồng sứ dạ thì chả có gì hết, như vậy hình như lên thì cũng đúng không, đâu có mục tiêu đó. Xin du là đây thì cũng đúng bài đó mà. Chắc luôn chứ. Chồng này thật luôn cũng đó. Yên là phiền cho xin tiếp xài các liêu phi công tối ưu chém đôi á, sao nữa không phải tối ưu chém đôi mà thêm một đánh thường, đâu ra mà tối ưu chém đôi thì đó đánh thường nó cũng là tích chém đôi rồi, mấy ông cứ xài đánh thường thôi, tối ưu chém đôi gì đây.